con tình yêu cao quý. Mẹ nhà mình tú hoàng tử mà sao mẹ giấu ăn sầu riêng nha. Ăn sầu riêng nha. Mẹ ăn cái gì nói đi con mua. Chế Dũng đi kết quốc đi, em mua 5 bịch kìa. À đâu có ai đâu. Bà thêm 5 bịch nữa. Em giỡn đó chị. Nó vui vui vẻ mà, giỡn thoải mái anh chị ơi. Giỡn đi cho cái like mình nó xào xáo nó sơm tụ anh chị. Chứ giờ này 483 anh chị xem là em cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn cô dì chú bác mình ở gần ở xa để dành ít thời gian để mà nén một cái live stream của kênh Sống Lạc Quan Vlog nha anh chị. Anh chị đi qua, anh chị mình chưa like mà chưa subscribe đăng ký đó, anh chị mỗi người một cái like, mỗi người một cái subscribe nha, để giúp cho kênh có động lực, ngày nào cũng like để mà phục vụ cho mọi người. Dạ đâu có đâu anh Trịnh ơi, không có bài trước anh quên chị thôi. Em giỡn á chị, đừng, chị biết mà, Mộng Xuân quen ba anh Tài rồi. Gì? Là bà xưng mấy bà của Vivi á. À. Ba Vivi, ba Vivi là tên trọng nha cả nhà. Bá trọng. Bác sọng vét xưng. Trọng xưng hả? Trời ơi. Mộng Xuân quen ba anh Tài rồi. Rồi chào mọi người nha. Cả nhà ơi, cái gì mà đề quá nè cả nhà. Anh chị ơi, comment mạnh mạnh đi anh chị ơi. Vui vẻ là chính nha anh chị ơi. Mấy chị em mình ngồi thiền luôn không? Thu Phương mãi đỉnh. Lên đi mọi người ơi. Em cảm ơn chị Văn Bích nha. Bonus trần cũ chị Duyên về chưa? Dạ bonus cuối năm. Chị Duyên giao 5 bịch cơm trái vô bình hương quà. Trời ơi. Rồi cái nít thấy ghét lắm cái nít nè. Ngọc Tài mãi yêu quan. Trời ơi. Nè. 2 ngày nữa đi thăm bonus đó mọi người. Chị Duyên ơi, giao 5 bịch cơm trái qua hương quà con số 3 kìa. Cô nói là cái gì của bà Duyên? Cô nói là con nuôi. Con nuôi hả? Đó chị, Dung Nguyễn lên đâu nè. Dung Nguyễn lên đâu nè. Lấy cho Nhiên đi. Lấy chị Nhiên 2 bịch câu câu và gửi qua 192 Hàm Tử giùm anh nha. Trời ơi. Đặt 5 bịch cho Chế Dũng giùm em đi Thu Phương. Rồi Thái Nguyễn đặt 5 bịch. Cảm ơn Thái Nguyễn nha. Thái Nguyễn là Nguyễn Thái á. Cảm ơn Thái Nguyễn đi. Nghi quá, nghi quá. Giùm em đi Thu Phương. Ra thi người mẫu đi, ra thi người mẫu đi. Ra thi người mẫu đi Thu Phương ơi. Cả nhà chia sẻ đi cả nhà ơi, chia sẻ cho nhóm của em làm một cái clip cách quốc người mẫu đi cả nhà. Trời chị lừa ta, giờ ta giận rồi đó, má nói má cởi đồ má không cởi gì. Thì bây giờ mình phải sơm tụ, mình phải cho Việt Nam, mới cho mọi người vào đông đông đó đi, cho chị em mình có động lực chứ. Chính Phát là tên ai vậy? Chính Phát là không có tên ai hết nha. Chị Nghiên cho em gửi lời hỏi thăm bonus nha, em chúc chồng chị luôn khỏe mạnh. Trời ơi là trời. Gửi lời hỏi thăm bonus để chúc chồng chị. Ê gỗ này lâu mà không ăn á má. Trời ơi gỗ đủ á. Ăn đi kêu vô nha. Ăn con chị kêu vô. Bên này không bán quân được cho má ngồi chơi đi mẹ ơi. Này bỏ bán quân đi. Bình luận đi mọi người ơi, mọi người ơi. Lần cuối ta nắm tay nhau thì bút cây cuối đi anh. Những năm tháng bên em xa vời. Dạ giờ. Mình cứ cố gắng bên nhau hạnh phúc dung đắp mai kia. Lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Dù biết sẽ tốt cho nhau mà vẫn không nói nên câu. Bước cứ bước anh về với người. Mình cứ cố sống bên nhau hạnh phúc dung đắp ai kia. Lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Con số 3 Thu Phương và mẫu đi em. Chị mến em với Tuấn Nguyễn nè. Hey, cảm ơn chị Oanh Trịnh nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành ít thời gian nén vào live stream ạ. Anh chị mình xem, anh chị mình 400 mấy chục người xem đó. Anh chị mình nhớ cho tụi em một cái bình luận để tụi em đọc cho đỡ buồn miệng đi cả nhà. Chứ tụi em không đọc bình luận là tụi em bị buồn ngủ á cả nhà. Mày má nào ạ? Còn không thì tụi em sẽ mua một bờ không? Một ký hột dưa xui vô bình ba gì vậy trời. Ăn nói xà lơ. Rồi tính ra qua này cái quay chất buồn ngủ luôn á trời. Trời ơi, tới giờ luôn rồi nè. Chưa lấy đầm này kia nó kìa. Tới giờ luôn nè. Hay quá chị Phương ơi, giùm em 5 triệu cho chị hát giùm em, kiếp sau em trả nha. Kiếp này là đâu? Kiếp này là B đi. Kiếp này là B đi. Kiếp sau là ô môi. Kiếp này là B đi. Sao không chơi mà hẹn kiếp sau. Kiếp sau có còn được B đi giống như bây giờ hay không? Hay là ô môi cỡ sao vẫn còn cứ hẹn chờ nhau. Chào Thu Phương, chào nhóm A. Đưa lòng múa rửa đi Phương.
Hát hay quá chị Phương, giùm em 5 triệu cho xui hoài luôn. Đâu ai hỏi gì đâu. Từ có bình luận mới trả lời rồi. Nằm chìm bao thấy con gà mà trông gai, ngước lên cao em tưởng chừng mà còn o. Em thò tay vô em bỗng nghe giật mình. Chị Phương ơi, mặc dù em là con gái nhưng mà em rất hiểu và thương của những người giới tính thứ ba như chị. Em rất là hiểu và cảm thông như chị. Mặc dù em là con gái nhưng mà em vẫn thương chị. Biết đây nắng rồi. Thu Vương nói chế Dũng có bán lẻ dạ. Một cái không? Có bán cái không kìa? Cái gì? Bánh bía có cái 115 ngàn. Rẻ tiền là sao? Giấy một cái búng tay à? Trời ơi! Vương ơi, Đinh Ngọc Huy này giống Huy làm tóc quá vậy? Không. Huy là từ Thu Bách đúng không? Huy. Bởi Huy Thu Bách không Huy? Vương Văn Tới ơi, em bún trứng cút anh nha. Vương Văn Tới, em nói anh hay mà bún lỗ tai em là em bún trứng cút anh nha. Lớn rồi còn bún đâu, nhỏ mới bún sữa nè. Ôi trời ơi, bà Dũng bao nhiêu không đâu, bởi vì tôi nói với bà nghe nè, đi đạo phú quý hả, ngủ chung với bà Dũng, bà Dũng có đực tào tẹt tào tẹt sáng đêm luôn. Có má ơi, con đi đái đêm thì có, thận con yếu đái đêm thì có, chứ con phải địch cái tạp tạp như má Dũng địch hoài luôn. Em nói Dũng như Vivi là đúng bài, sáng Vivi làm người thiện, trời ơi. Vivi làm tới tấp luôn, có cả nhóm chạy. Dạ tôi vô hồ bơi hả, tôi bơm sữa tắm cho tôi nằm tôi ngâm mình, tưởng đâu là tôi là vợ của phu nhân á, mấy bà phu nhân á. Phú ơi, đi đâu đi ngoài đi Vương Hoàng Lâm nhìn lén được bạn ngoài đó. Trời ơi chị em. Trời ơi. Chị em người ta mà. Trời ơi cưng chị em mà có nhìn đâu mọi người. Nó nghe nè. Chị em mà tôi lén ngủ quên cái sơ xỉ à. Chị em rồi, trời ơi. Em có nhìn nha, chỗ Hoàng Lâm nhìn 10 năm nay đủ rồi, nhiều lắm. Trời ơi đừng có xạo hoài. Chị thích em. Trời ơi. Chị thích em. Mẹ bằng mẹ đi. Không. Chị thích em cái gì mà lời trên TikTok đó. Đã lâu chờ đã lâu. Ở đâu em cũng em không chờ. Thích gì thì thôi bỏ đi. Má. Má. Trời ơi. Cắt quốc nữa má. Cắt quốc thì cắt quốc đi. Không là cắt quốc kìa. Trời đó coi tao đây hả? Ừ. Đi vô đi vậy chứ. Mọi người comment đi nè. Bây giờ anh đi cắt quốc đi. Trời ơi, có quốc và tắt mốt không? Có kìa, với thằng có cái quốc không kìa. Quốc tắt mốt tao mới đi nha. Tắt mốt hả? Đi nhón chân được rồi má mới đi guốc ngồi về sụm nụ đó bà. Má nhưng mà cầm hư rồi guốc, còn tối nay con không có đi khách nữa má. Đi đây mình bán buồn, chúng bán da bán dầm mình đi khách má. Ê tính ra chừng làm gà lâu chưa thế hả? Trời ơi. Có 11 năm. Trời ơi. Bây giờ em phải bỏ bao nhiêu tiền để nói cái nghề của chị ra. Đúng rồi, chị hỏi thiệt đó. Chị phải bỏ bao nhiêu tiền để nại cái miệng em nói nghề của em ra. Trời ơi. Nó nghe nào một khi con này làm là không sợ, mà sợ sẽ không làm. Đúng. Ủa nó nghe là công an rượt má. Em tên Mai, số vòng 35, nhớ nha. Trời ơi. Giống như gì quý vị. Ở trong phim á. Đề nè Phương ơi. Đề kìa. Đề là hay nha, hình vui nha. Đề là sao? Đây là bị buồn á, nó bị chậm tư sâu lắng á, nó bị ảo mộng tình nhân chuyện ta giờ đây ta như điếu thuốc là chỉ một hơi kéo sẽ ta thừa mày coi cho đến ngày hôm sau nghe tin em lại chồng cái bỏ đi. Cái nó bảo hiểm cái bỏ đi, tìm anh tan nắng ngày người lên xe qua cùng tôi đó đám cưới cùng ra lúc đó anh chài xì bỏ tới làm gì anh dắt hai con dao cạnh lúc em đồng phòng là lúc đó mau xe cho ai thành vòng ta đã alo thành sự nó kéo tới hình sự hỏi xanh giết người vô cơ em móc ra năm chai nhét vô tay hình sự mà nào ngờ đâu nó không chịu nhận đứng trước phiên tòa nghe từng lời của tòa hỏi anh Trần Hào Nam là tên của ai mơ tháng qua nghe là tên của anh đây mà anh mà đáp với cái ô to rằng cái tên Trần Hào Nam không phải là ai cũng có mà Trần Hào Nam là tên của anh xếp băng hồng hững hết trong vũ trường và đàn em anh tới 800-900 thằng
bớt hôm nào băng hồng hận lại lưng dân tiền má hôm nay lại tuôn máu rơi. Ê, anh hát lên viên tội ông sống không công bằng rồi quay lưng đưa tay chịu công. Đứng trước phiên tòa nghe từng lời của tòa hỏi anh chẳng hao nam giờ đi 8 năm. Ủa hay quá đi thằng ơi, đi thằng hát hay lắm, mai định nhé em, chị mến em nọ. Thôi hát nhạc chế đi mọi người ơi, nhạc chế vui nha, vô khán giả nha. Để lâu tâm mọi người ơi. Tại vì em ham muốn giấc mơ giàu sang đô la bạc tiền, em đi theo Hồng Kông bò lại mình anh. Nếu như có một ngày thằng Đài Loan về bên nước nó rồi nó cho em ăn cái bầu là khổ nghe em. Ngồi nhìn em đi mai đi về nợ Monaco phi thuyền, em đi sushi bò mặc quần xê khay vơ chiếc áo bô lô mà dạng vòng đeo trên cổ rồi dưới chân mang đôi đốc tờ là đúng chân chờ. Xong về đêm em mới lấy ông tay ngoại kiều, xong về đêm em mới lấy ông chồng mà 50 ham tiền đô, em mới lấy ông tay ngoại kiều. Tôi đời đáng cha dù cho suốt đời này em vẫn không có tình yêu. Yêu làm cái gì, trời ơi có tiền được rồi vui vẻ đi đúng không? Ví dụ như thằng kia ngủ từng đêm cho 1,000 đô lấy không? Đó gật đầu đó, lẻ nó nghe nè, tiền đi về. Ví dụ như con ô môi kia nó lấy cưng, nó nói làm chồng chị đi 100 đô lấy không? Không, cái đó là sao không được 100 đô á, không được. Ai ủng hộ thì cách world thì cho số 1 nha, cách world hả? Cảm ơn giống người Phương ra chơi, cảm ơn giống A nhé. Good night, rồi chào anh Vũ Nguyễn, chúc Vũ Nguyễn ngủ ngon nha. Dạ, cảm ơn Vũ Nguyễn. Rồi, mấy anh Vũ Nguyễn nha, ngủ ngon nha anh trai ơi. Vũ anh cách quốc, anh vừa đi diễn thời trang mà anh Vũ Nguyễn ơi, ngủ sớm về anh, rồi số 1 quá trời luôn. Đó, đi cất quốc nha cả nhà. Chuẩn bị show chương trình HTV7 không chiếu, HTV9 không chiếu, chỉ có HTV BD mới chiếu. Dạ, chúng ta sẽ gồm các người mẫu, người mẫu Verdet Tuấn Nguyễn, người mẫu, người mẫu dòng eo 75 trời ơi cái Dũng bóng đó, mọi đồ quá trời rồi, cho qua hậu trong lỗ bỏ rồi em Mỹ cắt quá bỏ một phút thay đồ nha, để dở cái bia đi đồ đi cứ bước, đồ đi cứ bước ủi nằm còn vô má nè, đứa nào mặc đạm vô nè, đạm nè. Ủa kèn kim Dũng chưa không đạm đóng thì đứa nào mặc đạm chưa biết, để còn coi lại đi nãy giờ đó, còn coi đang quay Vũ Nguyễn ơi, ở lại nhắn lại coi đi ra bên nhà cha Vũ Nguyễn ơi, đậm nè, đậm nè, đây là mặt đậm rồi, thấy đồ thiệt luôn. Ừ, vô thấy đồ vô nha, có đầm luôn nha mọi người, có đầm luôn nha nè, vô đây nè cha hả? Ôi thấy ăn kìa, trời ơi mọi người, rồi rồi em có tuần chơi rồi đi chơi vậy rồi đúng không? Ừ, mặt đưa đi bác nghe luôn nè. Camera đứng lùi lại. Dạ, không phải đâu, cái này không phải đâu, tôi bắt đập bầu trời ơi cười chết luôn Vương ơi, trời ơi kìa trời luôn Vương kìa, cái gì vậy chị, cái này là cái gì vậy, cái đừng có biết rồi đập đó nè, bắt đập đi báo ơi, tôi nè. Đừng đập đâu số trời, tôi làm gì được rồi đập đi mẹ đây nè má, đi đâu cô Vương biểu diễn thời trang mà giấu cái hộp thịt lộn trong cái háng đó mọi người, trời ơi nghe này chị bị biển thời trang sao có hộp vịt lộn đây vậy? Ê, đi quay ngược lộn, quay đường nào ra? Quay hướng này đi, hướng này sáng. Hướng này chưa ngược sáng. Lạ quá vậy trời. Không đi bên kia qua đây đi, bên đây quay kia nó bị ngược sáng. Không, bên kia đi qua đây, bên kia đi qua đây. Đi bơi đâu? Đi bơi.
Người mẫu tập vô, người mẫu tập vô. Rồi, Sandy à, xin tụi mình bây giờ chương trình trình diễn thời trang Victoria Secret bắt đầu. Xin mời người mẫu chế dụng. Chế dụng 32 tuổi, số đo ba vòng 42, 72 và 82. Hiện tại chế dụng đang là gương mặt đại diện cho công ty nắm vú em bé của ông cọ và sữa cô gái Hà Bá. Rồi, xin mời người đẹp thứ hai, người đẹp Chiếc Gina Thúy Hằng. Người đẹp bán hiện tại, người đẹp Tiến Hằng vừa tròn 21 tuổi. Số tuổi là cái người của người đẹp luôn. Đó, thật sự thì bị dấp ngã nhưng không sao hết. Tiến Hằng là đây là bóc dáng à. Và Tiến Hằng đang là gương mặt đại diện cho buổi năm rồi và buổi năm rồi. Xin mời thí sinh kế tiếp. Thí sinh trai giả gái, gái giả trai. Thí sinh Mr. Chen Hoàng Long. Hoàng Long vừa tròn 18 tuổi, số đo ba vòng 21, 71 và 91. Hiện tại Hoàng Long mới vừa phẫu thuật bình trị. Mày đi gì kỳ quá vậy? Quá đẹp của Hoàng Long ơi, đi qua bãi rác luôn đi con. Rồi xin mời người đẹp số báo danh 004, người đẹp VV Chán Hôi. VV Chán Hôi là VV Chán Hôi, người đẹp bà đại diện cho thuốc mọc tóc Video Adem. Quá đẹp luôn. Xin mời người đẹp số danh 005, người đẹp Trung Cá Dánh Lai Hồng Kông. Người đẹp Gia Hưng. Gia Hưng hiện tại là cái mặt đại diện cho công ty mì gấu đỏ đỉnh cao của chất lượng. Nhìn vô camera cà má ơi. Bây giờ ông đó trên trời cũng vậy. Rồi xin mời. Ủa, hỏi tại cái hiện tượng gì ra? Vâng, mà sau đây người đẹp có đẹp Vũ Thu Phương mọi người ơi. Mọi người ơi, Vũ Thu Phương là top tác của Hoa hậu Hoàng Mỹ nha mọi người. Má, mà Vũ Thu Phương ngày hôm nay là với một chiếc đầm gói đẹp là nặng 160kg nha mọi người. Trời ơi, con cá giống như con gì con. Có mập. Vũ Thu Phương. Vũ Thu Phương là đàn ơi. Anh đứng miệng quậy nữa nha cả nhà. Đó đi một vòng lên trển luôn cho xe bắt chó nó hốt nguyên một đám về phường luôn. Rồi chuẩn bị đi theo nè thứ hai. Vô đi cái này ba. Quậy quá trời quậy luôn cả nhà. Ê, cái này giống cặp bình thờ quá vậy trời. Có đại gia nào săn đón chưa? Có đại gia nào săn đón tụi em chứ nè, lên xe đi luôn. Lên xe đi luôn. Rồi tiếng Hằng cởi đồ đi hết lại. Rồi mệt quá. Rồi áo xô nha. Rồi áo xô nha mọi người ơi. Áo xô cái nhà ơi. Mệt quá buổi. Họ vui vẻ cho mọi người đó, nhóm chị Lưu Cương cũng qua đây giúp nuôi nha. Mà chị ơi cho em hỏi thăm. Nó nghe nè. Chị cho em hỏi thăm đi, chị biểu diễn cho em. Cái đầm đám trẻ mượn đó, gửi từ từ cái má. Đầm của ai? Mượn, cái chuyện của ai mẹ. Nó nghe là chị biểu diễn thời trang mà chị có ghi dấu bó xôi với đó chị dạ. Dạ bó xôi, chút gì ăn. Chút gì ăn. Giải định tôi xỉu là. Cái đầm hả? Em biết gì mà má. Á. Chị tôi xuống. Tôi kéo chứ. Đó quậy quá. Vô rồi.